Xin chào quý cô chú anh chị đã đến với kênh của Thành Lợi TV. Hiện tại là đang có mặt tại của một khu nghĩa địa có hai người phụ nữ sinh sống ở đây, và cũng như hai người phụ nữ này đã sinh sống với nhau hơn 30 năm rồi cả nhà. Thì nghe nói thì cô chú không có nhà thì lên đây để cất căn nhà để hai vợ chồng cùng nhau ở. Thì cái câu chuyện của hai người phụ nữ này như thế nào thì lại mời cả nhà cùng theo dõi để tìm hiểu về cô chú nha. Thì đây chính là cái căn nhà mà hai cô đã dựng lên ở nhờ trên đất của người ta. Vô đây dựng những vách tôn để là dẫn vô gặp mặt của hai cô chú nha. Chưa bằng hai cô chú thì thôi, chứ thật ra là hai cô nha. Đó. Đến nhà của chú thứ bảy nè. Con chào chú bảy đó, chú bảy đang làm gì vậy? Sửa nhà con ơi, sửa cái chầu vậy. Sửa chầu hả? Hôm nay là ở cái khu nghỉ điện cả nhà. Đây là chú bảy nè, thứ bảy đang làm căn lưới phía sau ha. Nuôi gà hả gì chú bảy? Nuôi hai con. Nuôi gà con ha, làm chuồng ha. Căn lưới ở cái khu trung tâm của nghĩa chào địa. Chào thứ bảy nha. Đang làm. Ở đây là một cái tình yêu của hai người đồng giới ha. Cô chú ở đây là bao nhiêu năm rồi? Ở chỗ này lâu rồi mà ở trong lâm á. Dạ. Chỗ này chỗ kia. Bữa nay vô mình gặp ngay cảnh chú bảy đang đóng đinh sửa. Bung gỡ rồi sẽ đóng lại chú bảy. Cái này mới chắc mục hết rồi đó. Mới mục hai tôn ha. Cho nó mục bây giờ lụm mấy tôn nồi rồi. Dạ. Cái này chắc tôn người ta cho nhiều ấy mình đem về ha. Hồi nãy cái đường vô đây là ngoằn ngoèo luôn á. Dạ. Ở đây được nhiêu năm rồi chú bảy? Lâu lắm rồi. Ở lâu mấy chục năm mấy chục năm luôn á. Mà bình thường thì giấc sáng chắc không ở đây nổi hả? Giấc sáng ở đâu? Ở ngoài trời. Ở ngoài trời bên kia nữa hả? Ừ, ở đây tại vì giấc sáng ở đây hầm lắm cả nhà. Đang sửa cái đang sửa lại cái vách trước lại nó bị bung rồi. Đóng đinh vô ha. Đây đang sửa lại nha cả nhà. Tôn tại vì đây tôn nó hắt lên nóng lắm cả nhà. Đây bên trong. Cái nhà này. Cái nhà này ở trong là cái khu nghĩa địa nha cả nhà. Rồi chặt rồi. Trên này dưới. Tụt xuống 2 phân. Đó vậy là chú bảy kêu bằng. Được chưa? Rồi ngay rồi đó. Rồi ngay trên nữa rồi, tụt xuống á. Cắt xuống cái lỗ dưới luôn. Lỗ dưới à? Lỗ dưới chịch xuống nữa. Chịch xuống thêm cỡ 2 lỗ như vậy đó. Nữa hả? Hai lỗ nữa, số cắt như vậy hai lỗ nữa. Số nè. Dạ. Rồi đó. Rồi đó. Rồi đây nhà. Cái lò lửa luôn á. Rồi. Này chút phải kêu chú bảy, cô bảy ra chòi nói chuyện xíu mới được. Cái chòi khá là đây. Đây là những cái gạch nhặt của người ta, ta cho góp lên. Này gạch dư á, gạch dư ta làm mộ á, rồi lót làm cái nền luôn ha. Làm gì? Mất hòm á. Đem vô làm gì? Đây. Trời. Giữ nữa rồi. Để nuôi gà, ta nghe nói là cái mẹo để nuôi gà là khỏe lắm nha. Đâu, đâu, cái nào đâu? Nắp ấy cô làm dán đó không? Nè, cái quách đó ha. Rồi, vậy đó hả? Để coi. Đây, tôi kinh ra cho con coi nha. Đây là cả nhà cô có được. Hòm nè. Lâu lắm rồi. Cũng mấy năm vậy. Trời ơi, cô lấy cái cô đem vô đây luôn ha. Đem vô đây để vô lót gà. Nói lót cho gà ha. Ừ, không phải. Mình để trong nhà cái đừng có gì á. Cái đó cũng cái mẹo ha. Rồi cũng mẹo. Đây là cô đang dựng cái chuồng gà nè cả nhà. Đây là những cái miếng này là cô xin của người ta ở đâu cô? Đây là cái sinh cái miếng này là hai người phụ nữ nha cả nhà. Hai cô sống với nhau như vợ chồng rồi đó cả nhà. Đây cô này 66 tuổi, cô 7 khi bằng chú 7 đang sửa lại cái nhà.
cái nhà này chủ yếu ở ở buổi tối thôi, chứ thật chất con chú ở ngoài bên cái bụi tre kia nó mát. Ờ. Rồi khó khăn quá ha. Này phải có cọng dây gì căng dễ thấy, ở trong không thấy gì chứ á. Ở đây thì mình lấy nước sinh hoạt ở đâu mình xài chú Bảy? Nước hả? Nước giếng ha. Nước ngoài sông á. Đây gần sông. Cái mưa người ta múc cho làm á. Đây là cả nhà. Ở đây thì đồ ở nhà trên đất của nhà nước nha. Ở đây ta không có trồng cái cây đầu gãy ở đây nữa nè. Đầu tre ha. Đâu, để con ra tham quan ra cái bụi tre. Đây là cái chòi nghỉ mát của cô chú ha. Chú là qua đây ha. Ngồi chơi tâm sự chút xíu cô. Quá, ở đây mát hơn cô ơi. Mát rồi ha. Ở đây công nhận là bên cái nhà tôi kia quá trời nóng luôn. Mình bữa con qua đây là đúng bài luôn á. Qua đây là mắc lưỡi luôn trời. Ngồi giống ơi. Đi tìm mẹ luôn, lát hai đứa mình ăn làm chứ. Hai người làm ha. Ở đây bao nhiêu năm rồi cô? Ở đây 23 năm rồi. 23 năm hả? 3 năm. 3 năm. Mà ở ngoài kia thì ở tùm lum không có đất. Nói chung ở cái khu này luôn phải không? Ở khu này bán thành. Còn ở ngoài kia, ở ngoài biểu ngoài thì ở đất người ta thì người ta bán đất người ta chờ thì mình đi. Dạ. Rồi thời gian ôi tôi ở tùm lum hết trơn. Ở tùm lum ha. Thì nói chung là ở ngày đây mai đó. Ừ đúng rồi. Tại sao cuối cùng không có chỗ ở nữa. Chui vô đất của nhà nước nè. À. Sân banh của nhà nước nè, tôi ở đại luôn. Dạ. Ở đây để cô thở từ từ. Cô mệt chấm đi. Quá trời nắng rồi, con còn mệt mới vô con thấy mệt rồi. Đúng rồi. Dắt chưa rồi qua đây con thấy mát à. Mát đúng rồi. Ha. Mới nằm ngã lưng chút xíu về vậy làm tiếp rồi. Rồi cô chú là lấy nước ở đâu mà xài? Thằng tí hôm nó làm công ty nè, nó thấy không có nước nó mới quấu mẹ cái miếng đất đó. À. Đó. Cho chảy qua hả? Cho nước nó chảy theo lỗ mồi. À. Vô xài. Rồi nó phèn quá không có xài, rồi giờ thằng bé nó thấy vậy nó làm ruộng xong rồi giờ nó khai nước xong vô à, cho mình tưới cho ba cái cải nó tươi. Ừ. Ủa mấy cái rau củ này là của cô trồng hết hả? Đúng rồi. Người ta cho mình trồng ha. Rồi, ừ, tao cho mình trồng. Một trái bự gì không trời? Trời ơi, nó dài dài không kìa, vậy bầu ha. Dài dài ngoài á. Đó, một trái dài mà tôi làm giống kìa. Ừ, vậy đó. Cũng có canh tác được cũng được nha, có thu nhập không? Ổn không? Nhập thì cũng như... À, lúc này ha, lo làm trời không có làm đó, chết mẹ hết rồi. Tứ bà nước khỏe chết hết trơn. Công việc chính của cô chú là làm nghề gãy ha? Không có, rẫy thì đúng rồi, hồi đó thì đi mất lúa. Rồi giờ vô nhà nước này thì ở đại trồng chuối, trồng đồ bậy bạ bán. Ở nhà, không có ấy nha. Bán mới kiếm tiền mua gạo, mua nước mắm rồi ăn. Ở đây con thấy cô cũng trồng bắp, trồng đủ thứ. Cô với chú Bảy là mình sống với nhau mấy chục năm rồi. Ba mươi mấy năm rồi. Cô chú như thực chất là hai người đồng giới cả nhà. Đúng rồi, đúng rồi. Chú Bảy là cũng nữ luôn. Nữ. Cái cơ duyên nào mà cô với chú gặp nhau vậy? Trời ơi. Thì đứa đi ở đợi dưới rửa chén, lứa làm như chai. Kêu ổng gan chút xíu ơi, tâm sự chút xíu, mệt chút xíu ơi. Giang ơi. Kêu cục vàng gan chuyện chút xíu ơi. Cục vàng. Lấy ca nước là uống. Hát béo lắm rồi. Lấy cho vợ ca nước uống đi. Đây uống nước mưa. Uống không có nước mưa nè đó. Nước mưa cũng ngon lắm á. Vậy là hứng dự trữ lại ha. Đúng rồi, hứng dự trữ. Trời ơi, Thảo đưa tình. Cô chú ngồi nói chuyện. Ngồi đi, hai vợ chồng ngồi nói chuyện đi. Con Thảo đưa tình nó vô nó thấy ồn không á. Trời, trời nước uống liền. Người ta thấy vậy, ta cho đá uống nè. Yeah. Yeah. Mời đi mua đá, tại nó không miễn phí luôn á. Chắc là ở trong cái chòi đó bây giờ là không nổi nha, nó nóng. Nó nóng dữ lắm, ngoài đây mát ha, ngoài đây mát quá trời mát. Đây nhờ bụi tre. Dạ, tối giờ là cũng đã. Với cây này nè. Ờ, cây tràm bông vàng. Ừ. Cây bông vàng. Buổi sáng thì cô chú ở đây. Chui đây. Bữa. Làm sao mới chui đây. Tối mới vô cô ngủ. Ừ. Ngồi giống chung luôn đi. Ở đây thôi, đứt giống à. Đứt không? Đứt. Dạ. Mệt. Mệt ha, trời còn vô buổi mát mát làm chứ là vậy. Nãy vô thấy chỗ đốt nhang cúng người ta đó. Dạ chỗ đó. Mới ha. Dạ, cho người ta đeo phước mập của mày đừng có nhát mà. Ừ. Mà nói ra từ ngày ở đây 2 năm mấy 3 năm không có ai nhát mà. Không nhát hả? Không. Mới đầu vô có không? Có.
ở đây là một cái khu luôn cả nhà. Đây là 2.000 cái, 2.000 mấy cái mã. Dạ. Mà nãy con vô con thấy là có mấy cái thấy là. Dám là từ đó, từ cái cây cao đó đó. Tuốt ngoài cây kia ha. Là đi tuốt ở dưới cái kinh đó đó. Kinh tuốt ở nhà dưới nữa. Đất mà. Đất nước. Lắm có đâu rồi. Mấy cái mộ cổ á. Đất mã mà mã đá có, mã người ta mới xây có. Rồi là đây là cái bẫy ngồi sau lưng cô đi cho dễ thấy. Rồi cái bên thôi ngồi trước nè. Rồi sau lưng tao cho mà thấy. Tao thấy luôn á. Ừ, cái bẫy nhỏ hơn á. Dạ. Rồi ai là chồng ai là vợ đâu? Đây là chồng ha. Ổng là chồng ha. Cái bẫy ha. Rồi cái lương viên nào mà hai ông bà lại đến với nhau đây? Đi làm mướn này gặp. Đi làm mướn gặp nhau hả? Ở đâu gặp ở đâu? Phố đi Trùng Lâm á. Dạ. Phố cũng rồi chú Bảy là ở đâu rồi thím ở đâu? Đi thì đi làm đi cái này làm mướn tôi lụm với trai. Mà quê ở đâu á? Quê tôi đây. Quê đây ha. Quê tôi Sóc Trăng. Ủa Sóc Trăng hả? Ừ. Đi tự làm tự sống. Rồi gặp hai ông bà gặp nhau. Gỡ năm nay như năm rồi. Chúc đi chúc cho hút. Coi. 12 tới tháng 12 năm 93. 93 đó vợ hả? Nhớ rồi, gần 30 năm rồi. Năm 2 tháng 12. Ba mấy năm rồi. Rồi ba mấy năm. Là từ lúc mới là ai với ai làm quen nhau trước? Ba chọc lẹo. À, chồng chủ động ha. Tôi chủ động. Ồ, gần 30 năm mới tình 30. Ba mấy năm rồi. 51. Dạ. Lúc mà anh Thảo quay tin đưa Thảo đưa tin vô này là 30 năm rồi, nay là 31 năm rồi. Dạ. Rồi ông bà thấy tới giờ này cũng hạnh phúc ha cả nhà, sống ở trong một cái túp lều nhỏ nhỏ. Nói chung là hồi xưa giờ ở khắp nơi hết trơn hả cô? Ở Trùng Lâm. Ở khắp nơi ha. Ở nhà ở đậu Trùng Lâm. Rồi ở đây là khu vực này là mình ở được mới đây cũng 2 năm, 2 năm mấy hả? Cũng 3 năm. Năm kia ra đây rồi cũng 3 năm. Năm mà. Về đây nói hẳn là cũng mấy 20 năm rồi. Mười mấy 20 năm. Nhưng hả? Mà ở Trùng Lâm hết, ở nhà ở Trùng Lâm hết. Dạ. Rồi cuối cùng mới vô đây ở. Dạ. Là không người ta bán đất bán đồ nhà cửa rồi đó, rồi dạ. Mình trả mình ở đây. Dạ, nói chung là chỗ nào ở chỗ nào người ta bán đất rồi mình đi ha. Ừ, bây giờ nhà đất nhà nước. Dạ. Giờ đây sân bán nhà nước, giờ ở cuối cùng nhà nước lo luôn, lo cơm gạo ăn. Dạ, có nói chung là người ta cho mình lo cho gạo nữa hả? Thì nhà nước thấy khổ, nhà nước thấy khổ. Người ta thấy mình người ta cố gắng làm ăn nhưng thì vẫn cho mình. Nói chung mình ở đâu mình không có phá phách, mình lo làm ăn, ai cũng tạo điều kiện mình làm hết. Tối ngày làm không ăn ở đây nói chung là cô cũng có canh tác trồng cà trồng bí trồng bầu cũng ngon chứ hả? Trồng ăn không à? Dạ. Bán thì ví dụ cải rồi bán được. Giờ chờ có tưới nổi đâu? Giờ quá trời nắng luôn ha. Tưới hết nổi rồi. Với lại nước ở đây thì lớn tuổi rồi giờ nước phèn là tưới là để chết hết á, nó héo queo. Cuốc giờ nó cuốc nó chậm mệt. Bây giờ mắt mờ rồi không có thấy. Lớn tuổi ha. Lớn tuổi rồi. Mình có người thân con cháu gì không hay cô? Có thì mình cũng lo làm. Nhưng mà cháu rồi cháu rồi con bà về con bà chị mấy bà chị đó. Mấy bà chị con bà gì thôi chứ chị em tôi đâu có cháu con có biết mình đang ở đây không biết. Con cháu rồi nó biết nó xuống thăm cũng có xuống đây thăm ha. Nó đi làm nó chiều hay là rảnh rảnh nó ghé nó thăm. Hai ông bà sống mấy chục năm mà cũng hạnh phúc ha. Rồi hỏi thiệt ở rồi đó giờ rồi thương nhau vậy có khi nào mình cãi nhau không ta? Chữ lộn hoài làm bực gây lộn mà. Dạ yeah, bực cũng gây lộn ha. Bực quạo á. Dạ. Quạo gây lộn. Nắng quá chịu nắng. Ai mà không quạo thì quạo thiệt á. Nắng quá bực khoát luôn. Dạ. Rồi quạo xong rồi ai là người xin lỗi? Không ai xin lỗi ai. Tự làm quà luôn ha. Biết ý nhau. Bình thường mình xưng hô với nhau như thế nào, chị em hay là xưng hô anh em? Anh em. Anh em bình thường ha. Kêu tên. Ờ. Mày tao tên. Yeah. Vui vui thì anh em ha. Không có kêu anh em. Kêu mày tao hả? Tên. Tên luôn à. Kêu tên ha. Kêu tên. Chung là mới thấy dựng sửa người ta mấy miếng tôn đó là người ta cho rách rồi lưa giá mới tháo ra. Giá ha. Rồi gạch đâu là mấy đây là khu vực nghĩa địa không hả cô? Lụm hết á, người ta xây mã còn dư á xin người ta. Sợ không sợ hả? Ra xin mấy người chết á. Người ta nói là cô mấy cậu mấy chú mấy anh em vậy á. Phù hộ thương tôi cho tôi xin mấy miếng gạch về tôi dán vô cho sạch sẽ. Thấy có mâm cúng là ngoài cô cúng phải không? Đúng rồi.
cúng mà sửa nhà đâu ha. Cúng mỗi ngày. Cúng rồi mấy năm nay rồi cúng dạ, không. Nói chung mình ở đâu mình cũng phải có chiều nào cũng đốt nhang, đốt hết mấy cái cầu xin mấy cái mãi gần đây cầu xin. Còn xa quá không có đi. Mới lại sao con? Mới lại là có khó khăn không? Mới lại người ta có phá có mà giờ hết rồi quen mình cúng là quen ha đúng rồi hết nay dám người thiều móc mình rồi lúc mới ra mình không có sợ chưa có mà mỗi lần cái đường này không ai dám chạy xe đâu chưa có như đường này cùng thông đi đâu nữa không vô này thông không đi ra ngoài Hậu Nghĩa luôn đường này chứ đường đây đâu có đi đường này nè đi ra ngoài công ty rồi chạy ra ngoài ăn cư cứ chở mấy chú nã quẹo vô đây đó rồi chạy thẳng ra ngoài bến chạy thẳng về Hậu Nghĩa chú không chạy đường này nè công ty gì cô công ty Trần Anh là Trần Anh Trần công nghiệp làm thực phẩm gà ăn chó ăn rồi rồi công ty Trần Anh thì nó làm cái này kia mũ rồi may đồ giá đồ chùm lum ai biết nữa còn ở đây là cô đi chợ ở đâu xa không? Bến nè. Trời ơi, nó đi chợ 52 tháng có thấy cái chợ biết liền. Rồi lấy gì ăn? Không đi chợ rồi. Cải rau rồi đó. Cá thịt đồ. Cá thì người ta chích người ta cho. Rau cải nhà. Ví dụ thèm miếng thịt thì chạy ra bến nè. Như rau cải đây là cô chú trồng bầu rồi tự canh tác hết rồi. Rau cần, rau ôm rồi rau đắng hết cả hết. Trước mặt cả nhà sau lưng đó, rau răm rồi đằng kia. Cải ớt bạc hà nguyên cái trái bầu chà bá luôn nè. Đi ra đây dẫn ra đây cho coi nè. Coi nè. Dẫn cho cả nhà nơi canh tác của cô chú ha. Ớt nè. Trồng đầy đủ luôn ha. Có trái cà nè. Cà tím nè. Nè bầu nè, bầu để giống á, trái bự á, dài á. Bắp hà. Bầu này giờ cũng hiếm quá trời trái bầu. Bầu kìa. Bầu này bầu giống rồi, bầu giống rồi. Bầu xanh rồi. Nè, rau cần nè, rau ôm, rau dắp, rau đắng rồi. Bắp ha. Quá trời luôn nè. Đây cái giếng đó hả? Dì yeah, người ta móc người ta cho cái ao đó. Rồi mà nước này bị phèn rồi cả nhà. Phèn. Rồi giờ con bé thấy vậy xả nó xả ba cái nước kinh vô nè. Được, hả? Rồi xả nước kinh vô đây lắm ha. Ừ. Ờ nước kinh thì nó đỡ hơn còn dưới. Ở đây khó khăn cái là xài nước phải phèn không à. Phèn phải lọc mới được. Rồi nước nè, vàng nè. Kìa có nước sông thì đỡ. Bây giờ không có nước sông, hồng hổm dài không có nước sông mới xài nước này. Ồ này có dứa nữa nè. Dứa. Rồi chưa tưới đó, cái tưới là nó tốt lắm chưa tưới. Dứa gì? Không phải. Đó này nó dứa. 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 À, cà tím làm giống nè. Cà tím đầy đủ luôn. Ừ nè. Để giống luôn hả? Để giống. Lấy giống lấy hạt. Giống. Đây là cái căn chòi nè, toàn cảnh cái căn chòi nè. Ừ, có cái bầu nó bị héo à, nước không có tưới nè. Cái này bên đây ngoài bụi tre nóng quá. Cái này bầu giống nè. Làm giống ha. Héo dây rồi đó. Héo rồi, nó muốn tàn vì không có tưới nó muốn tàn. Lo làm không mà. Luôn. Còn mấy cái này chưa gieo hả cô? Chưa. Nè cà tím nè. Nè. Rau củ là không có thiếu. Nè, còn thiếu nè. Thịt cá thôi. Rau củ là không có thiếu rồi. Củ là không bao giờ thiếu rồi. Ừ. Còn cà chua ăn hết. Mày thì mình ăn gì nó ăn đó chứ giờ sao giờ? Không có rồi đi chút xin đi gì cho nó ăn nữa. Hỏi thiệt cô nè, cái nước đó mà đào xuống vậy cô không uống sợ. Không có uống. Không có uống. Uống nước mưa mà. Ví mình xài á, xài thì rửa rau xong rồi vô lấy nước mưa rửa lại. Còn mà nước với ao thằng bé nó mới thả hai ngày nay. Chai nước suối. Nè. Bây giờ hết mưa rồi. Nè, nước mưa nè. Sao cũng hết nước rồi sao? Không có hết đâu. Nước mưa không hết. Cỡ nào mà chứa chai đồ gom hết chứa hết á. Rồi tắm rửa giờ lọc nước sông tắm ha. Lọc nước sông tắm. Lọc phèn ha. Còn không ra sông ngoại tắm. Lúc đầu thí dụ mình không có rồi mình cũng vẫn sắm cái giếng đó hả? Không có giếng. Móc cho đó. Thấy không có miếng nước nào, ta móc cho. Ra ngoài giếng rồi, ra ngoài sông ngoài tắm không à, cái kinh người đó đó. Con túc ngoại á. Đó qua cái công ty mà xanh xanh đó là tới rồi. Trời ơi. Ở giờ ta thấy xanh nó có vừa xài, ừ. Rồi giờ ta móc cho cái giếng á, giờ thằng bé nó làm ruộng nó thả cho cái. Nó làm thả cho xài. Lại đây người ta làm ấy người ta cũng phải làm đường mương rồi nước rồi vô tưới chứ. Nước đó mà tưới cây cũng xong luôn, cũng rụi luôn, đâu tưới được. Phèn cái đó sao tưới? Không có nước kinh là tưới được. Nước kinh thì tưới được. Đó, nước kinh tưới nó mới xong rồi. Còn nước ở đây mình có điện xài không con? Đó, công ty này nó cho nè. Cho luôn ha. Có kéo qua kìa. Đó, nó chỉ tới đây thôi chứ đâu hả?
vô nhà luôn. Để ông nó cho dây luôn. Cho dây rồi cho 200 mét dây. Mấy cháu rồi. Hồi mới vừa làm cái chòi này nó cho tiền 200 200 là nó xuống thấy cho 200. Rồi giờ nó truyền điện vô nó không có cho tiền cái gì được rồi. Được đi. Nó hỏi với tiền điện nói cô trả không không con có lấy tiền. Cho luôn hả? Có điện tối có quạt máy rồi quạt không? Có người ta cho quạt máy cũ rồi. Hư nấu dây tùm lum hết rồi. Ở đây tính ra là có vậy là được may lắm rồi đó. Cho cô xài điện miễn phí là quá ok rồi. Chứ hầm thiệt hầm luôn. Hồi này qua đây còn đỡ mát nha. Còn nãy qua nhà cô thời gian sống thầm luôn chứ ở. Dạ. Giờ ta cô xài thấy vậy ta ở đây cô còn chưa chịu không nổi. Cô quen ở đây mà còn cô không chịu không nổi nữa mà. Đúng rồi. Này giống ngoài sa mạc hả mẹ. Thiệt mà. Thiệt. Cái này đợi mùa mưa. Nhờ cái khúc này thôi. Mưa thì khỏe. Mưa khỏi tứ thôi. Ít nhái rồi lên ha, bắt rồi. Đợi được sáng măng à, ăn nè. Ở đây khu vực mình trồng được khoảng cân công đất hay là cũng không rộng không biết à. Trời ơi, cất cái chòi ở Đại La cất còn cái đó sân banh nhà nước á là mấy ổng trồng á. Trời đó là cổ sổ quá cổ gai ngồi ở đây nè, người ta cất trời vô không có cái cây gì đó vô hả mạnh ai nó chạy kiếm cây cất cái trời cho tôi đó. Yeah. Hồi xưa là cái lúc đó mình dọn ở đâu mình dọn qua đây chuồng bò trời ơi. Ở chuồng bò ta rồi ở đây Long ẩn vô là chuồng bò. Yeah. À. Lúc thời điểm mà bên kia là chuồng bò ha. Rồi, giờ qua nghĩa địa. Giờ ra nghĩa địa. Nói chung cuộc sống là mai mốt nó hai nhà nước đuổi nó ra giữa nghĩa địa ở luôn. Nói chung mình cứ ở người ta cũng không đuổi, nhưng người ta làm cái khu gì ta, bị vì quê quá tôi đây mà biết bây giờ khổ rồi. Có nghĩa là bây giờ người ta thời gian này người ta cho ở thoải mái. Bây giờ đất ta chưa có canh tác nữa. Chưa canh tác. Nói chung ở bao lâu được mấy lâu chứ bây giờ mướn nhà trọ tốn lắm à. Tốn nhà trọ tiền không mướn. Dạ. Ở ngoài đường. Sao mấy cô không? Tôi nói rồi, mà ở đây nữa mà nhà nước đuổi cái tôi chui giữa cái mã tôi ở luôn. Cắt giữa mã ở luôn. Nằm ngủ giọng kia bố mà. Nếu mà không có chỗ thì vô mã ngủ luôn ha. Có luôn á, dám luôn chứ đệ đó. Mã mà ngủ quen thì không sao. Quen ở đây phải không? Quen rồi đâu. Cái mã đồi nào đó. Đó, mã đồi đó, nó cắt cái nhà đỏ đó. À, che cái ấy là đồi ám hiểm. Rồi che luôn cái mã luôn, nằm ngủ luôn. Rồi nấu cơm rồi nấu ngoài. Quen nấu củi nè. À, nấu ngoài. Trời trời dễ hết hồn. Trời ơi. Nóng tắt điện thoại luôn. Đây là đây ông nè. Còn bên kia là bà Bảy. Đó. Đây là ông Bảy, ông ha. Bảy nha. Ông Bảy tên gì ông Bảy? Tên Giang. Ông Bảy Giang ha. Ai kêu tên Trường Giang. Trường Giang. Ồ. Rồi bà Bảy tên gì? Thủy. Bà Bảy Thủy ha. Thủy ha. Rồi bây giờ ai trong nhà bây giờ ai kèo trên nhìn chắc ai bả kèo trên quá. Ai kèo trên? Kèo trên là cái gì? Là lớn tiếng hơn trong nhà đó. Nóc nhà đó. Tôi bị tôi la tôi chửi ông sùm. Đó vậy là đúng nha. Là bà Bảy là nóc nhà rồi. Bả là cái nóc rồi. Nắng chết luôn. Nắng quá chịu nổi. Ừ. Ở trường hai chiều mát mát hả làm. Nãy được cái nắp nãy được cái nắp hòm hết hồn. Là chơi là lấy nắp hòm để nuôi cá nuôi gà luôn ha. Nuôi gà cho mạnh. Ở đây nuôi vàng con gà cá bốc ấy cũng được. Đây rộng mà. Gà giống không mình nói gà. Bắp nuôi với bắp ha, phải gào lại ha. Gà lại cá đồ. À đồ. Lại cho hỏi hai cô chú một ví dụ như lúc mà mấy người ta đi cúng mộ, tả mộ rồi mình có đồ ăn rồi người ta có mình có cho ha. Cho ăn bình thường ha. Dạ. Nói chung bình thường. Như giờ thiếu thốn ví dụ như mình xin phép cho người ta đem tới nhà ta cho. Ta đem cho luôn ha. Đó bánh kem người ta cho đó. Cái này người ta cũng có một phần cúng rồi cúng để cho mình ăn ha. Ờ bánh treo đây luôn không thấy. Nhóc cho nè. Trời ơi tối thì để đây mẹ nó cả mẹ nó. Tối thì vô lấy trời. Trời ơi nó thiệt không ai dám vô lấy giấc sáng này. Sao vô thấy vô khổ quá người ta thấy khổ thì quay vô giúp rồi cho vô cũng thôi. Chưa chắc gì có người dám vô. Thiệt luôn. Không, hầu đó ở đây không ai dám vô, không có ai dám đi đường này đâu. Từ ngày tôi ở đây tới giờ còn là bắt đầu hả là nó có đi tới luôn đó. Công ty này mà ai dám vô? Ừ. Công ty giờ có bảo vệ gái. Có đây thì còn có người vui vui nè. Dễ gì? Thì có vậy là có hai bà, hai ông bà là giữ ha. Công ty tối đâu dám đi đâu. Phải đi đủ hả cả bầy. Nhưng mà có hai cô ở đây là người ta chạy tới chạy lui. Đúng rồi có. Đêm nào cũng chạy ầm ầm. Thật sự ha, cái khu này không có hai cô đây, cái đường này ai không ai không ai không ai dám đi. Dám nói là không ai. Có hai người là ok, dắt tối. Có hai người đó là người ta rảy sao chiều người ta về mẹ nó rồi. Vô con lạnh nữa. 2000 cái mộ hả cô? 2000 mấy cái mà lấy mộ về bớt rồi lấy cốt bớt rồi.
là hỏi từ cái mã từ ngay cây cao quá ha. Xa dữ hả? Đó là đi tú qua mà, cái kinh này luôn đắp rồi tùm lum hết trơn mà đi thử coi bụi ráo à đi thử thôi con sao dám đi con. Được lạnh luôn bữa hả vậy với cháu hởn à 7-8 giờ rồi nó dù tôi chuẩn luôn đốt nhang dẫn vô đốt nhang rồi tùm lum mã hết rồi nó đầu cái nó đề tay ngài nó chỉ cho nó coi hang rắn rồi đó rồi nó hết giống dù ở đây thấy có mối chắc có nấm mối á mối là gì nấm mối á có khi nào ở đây cô có nhổ nấm mối không mưa. Không biết đây nuôi gà có nấm mối mình ăn á cái đó mùa mưa á nó mọc đúng rồi nấm mối nấm dai cái nấm dai á nấm dai trắng trắng mà nó khè ra vậy đúng rồi có hôm nó có mọc thì dài đó nè mà đây có mối bự như này mình nuôi gà chắc cũng được ha không được không ăn được hả không mối này họ nuôi gà đây nuôi gà dài mà con không dám phá cục mối này nữa không cho phá không phá cho ha thấy được tin rồi nó kêu đừng phá à. Đây gán nuôi cỡ 5-6 con gà mái thôi là đẻ gà sống à, nuôi 2 gà mái con gà chấm nuôi bắp cho nó ăn lâu lâu thèm cái làm con cái hết tiền làm con lá quế rồi cái kho quế rồi gần tháng này trồng nổi kiến ủa nắng quá yeah. Gần trồng không có lên không lên nổi luôn phải có nước tưới nó liên tục mới được ở đây là nước phải thúi nóng quá gần mà tưới nhiều quá là thúi mùa mưa là thấy này này mùa chắc mưa hả lại xả nó lên lên khên luôn yeah. Măng là mọc được không măng hả măng ngày chút quá đâu có ấy có chứ có chứ mọc có. À có. Hôm nay ăn măng á măng ngày đắng được chứ măng cầu nhu luộc á luộc kỹ ra không có đắng măng ngon lắm măng ngọt mình luộc rồi mình gà hôm qua kia có hai có anh thằng đi sắn măng nữa kìa gà nấu măng nữa măng mùa này mùa khô mà vẫn có ta tại vì tôi tưới á tôi tưới thì xịt nước rồi tưới cho lên á lên là ăn tưới thường xuyên nó mới lên không mấy ngày nắng nó không có lên đâu đó trời ở trong về trong cái chỗ này mà nói chung có hai người thì cũng vui cũng hỷ ha hãy số phận rồi mà mai báo cái này làm còn mình tưới nhà sao vậy sao còn mình nên con làm bốn chú bảy đi tính đi đâu thì ai kêu gì mà mình đi phụ đó đi xuống chút trăng là làm phụ người ta chú bảy giờ sức còn làm gì nổi nữa không làm việc nhà đồ đi chém quét nhà bỏ ba đi qua nhà một mình rồi sao bỏ đâu có sao quen rồi để coi ở mình luôn hay vậy sáng đi chiều về hay sao ở dưới mấy tháng mới về lần mà đi phụ giúp việc là thành phố xếp giấy 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 là bán tường bán đồ đó rồi bây giờ ông đi rồi bả ở nhà rồi bả bỏ không rồi sao bỏ không nhưng mà để cho cô bảy ở đây mình hên buồn không vậy không ở đây cứ qua màu quen. Rồi sao quen rồi ở khó khăn phải đi một người đi chứ một người ở chứ giờ đi hết rồi qua màu ở đây rồi sao vậy khó khăn phải tiền mua gạo mua thóc ăn chứ giờ tới ngày ở nhà chết đi yếu đâu giờ hả yếu lắm kiếm tiền để nuôi cô ha ngồi 5 phút mà về hai cái giờ nhất hai cô có xài điện thoại gì không có cần thợ bắp á ở trọng á đi liên lạc được lâu lâu điện về hỏi thăm người được cái thời đó mai mốt người ta bỏ người ta hết xài mà đó giờ có đi lâu vậy chưa lâu không hai cô á đi cỡ 1 tháng nữa 1 tháng 2 tháng 3 tháng về 1 lần tùy theo mình có tiền về còn có ở nữa có tiền mới cho về không thôi đi luôn không có ở dưới có tiền mới về đây còn không có thôi sao mà bây giờ hai người bây giờ khó khăn vậy á sao mình động lực nào mình để mình gắn kết ở tới bây giờ hay cô chú thì khổ với khổ với nhau rồi sống rồi nó giữa nhau sống tựa như sống nó mở ra vô cho tiền nó mở vô cho tiền mua gạo tạo nghiệp nó nhà nó bán dịch ở ngoài Cầu Nghĩa chiến hợp dịch ha dịch gà toàn gà anh chỉ được con vô á anh chỉ vô nè anh chỉ qua nói anh bữa nào vô cho chục con gà về nuôi để nữa nói ảnh cho mấy gà con đó gà con ổng là chiên mà chiên bán mà trời ơi kỳ đó mua thôi tôi mua nó mua gà nồi của nó đó gà nồi luôn hả ôi ổng cho chiên bán nồi đó mua đó rồi chưa ma nó bán không phải nó bán chống á ừ nó đâu có bán mà nó má nó bán chứ phải nó bán đâu là chống với hai gà mái đó cho tiền mà cho tiền là được rồi quý nói là cô ra mua gà đi nhà con ngoại bán gà rồi mua rồi nuôi vợ là bự nữa đang về giống hành chuồng về giống nuôi gà của nó là hồi nó chưa có vợ tới giờ mà giờ nó có vợ rồi không biết có còn vợ nó có bầu chưa người đó ông bảy ông lúc thời còn trẻ ông cô bán nói sao
Nồi chọc gạo thôi. Chọc sao? Chọc sao á. Thôi. Chọc còn thử rồi sao? Thôi. Phải có cái câu chọc gạo chứ, tự nhiên đâu bả bả thương trời được. Hồi đó giờ là cô Bảy có từng có chồng chưa? Hay là gì? Quen là cút gặp ổng không có lấy chồng mới biết. Chưa lấy chồng luôn ha. Không, lấy chồng chị. Rồi ổng. Ổng có giờ có chồng không? Không. Không luôn ha. Ừ, đây cũng có một cặp nữa nè. Duyên số chứ. Ở anh Cư cũng có một cặp mà. Nó cũng làm rẫy với này nè. Cũng hai người luôn ha. Lớn tuổi chưa cô? Nhỏ. Còn nhỏ ha. Nói chung là cái duyên, cái số mà. Mình đâu có nói được. Đôi lúc vậy mà họ gắn kết tới giờ này mà hơn 30 năm rồi. Rồi, thấy đưa tin đó sao? Trời ơi. Con mới có 12 năm. Cái đó là Phương Phát. À, Phương Phát. À, Phương Phát ở quận mấy quên à? Quận 12. Dạ. Phương Phát cũng vô nữa. Cũng có lúc có cãi, lúc có vui, lúc buồn ha. Ừ, nhưng mà người dân hiểu nhau. Lúc có buồn, buồn nhiều hơn vui. Dạ. Được, có là hồi đó vợ làm đám cưới nào không? Trời ơi, đám cưới gì? Không có luôn hả? Không nhìn thấy chút xíu. Giờ nó giống Kim Cô Long mà. Dạ ha. Giống ông giống ai? Giống Kim Cô Long á. Kim Cô Long hả? Kim Cô Long hả? Thôi nó còn nhỏ, nó đẹp lắm chứ. Thì mình lao động riết rồi mình xuống. Lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi, tuổi tác nữa. Sao mấy quen rồi? Là thời điểm đó là hai người nhiêu tuổi? Trẻ luôn quá hả? Nhớ năm 93 hả? 93 hả? Vậy là chú là 50 mấy hả? 66. 66 hả? Bả là 67. Ừ. 68. 68. Dạ. Hơn 2 tuổi. Chắc cũng thời điểm đó hai mấy 30 rồi. Ừ, chắc cũng cỡ đó. Thấy thời đó còn đẹp rồi, còn đẹp ngon lành ha. Đây là từ Sóc Trăng luôn cả nhà. Cô là thuộc Long An hả? Tôi ở đây. Long An ha. Cô Sóc Trăng gần Trà Vinh con rồi. Ừ. Sóc Trăng. Trà Vinh ở khúc nào? Long An Trà Vinh. Rồi lâu có về nhà đâu không? Bây giờ đi về Sóc Trăng là mình ở với bà con, gần bà con thôi sao? Dạ. Chị nó dưới. Thăm lại đi về. Mà chị đó cũng khổ. Dạ. Thăm lâu lâu thì về thăm vậy. Nhà ta hai chị gái, hai chị em. Nó gà với nhỏ bà kia. Chồng với nó trời. Ảnh với anh trời chứ trời. Chưa quen. Quen hả? Mày tao nhỏ lấy người quen. Họ mới quen của mày tao. Ông về dè phải không? Ở biểu ai? Ông chắc không dám lên tiếng lớn đâu. Lại đây con. Sao? Dè cắn hả? Lại đây biểu coi. Lại đây. Đây là ông. Lại. Uống nước đi. Còn cảnh cái căn nhà của hai cô chú ha. Hai cô ha, hai cô sống ở ngoài đây.